Rồi chào các bạn ạ, trên tay mình đây là đồng hồ đo độ cứng cao su GF701G của hãng Techlock ha. Cái này nó đo được cái JIT K là 7312 thay C ha. Kiểm tra các cái độ cứng cao su mềm các đóng gói của sản phẩm. Nguyên siêu như vậy các bạn. Đó. Thì cái dòng G này nó sẽ có hai kim để giữ kết quả khi chúng ta di chuyển đến kết quả đo, thì nó sẽ chạy theo cái kim đó và nó sẽ giữ lại kết quả đó. Thì cái thao tác này chúng ta phải làm bằng tay. Đó, chúng ta lấy theo cái kim, quay về trước cái kim đen vậy, chúng ta đo cho cái độ cứng thì lúc đó nó sẽ di chuyển theo đó. Ví dụ kim đen nó đi theo, nó lại đo được 35, đó là cách hoạt động đó, ha. Phía sau là số seri được khắc nổi của hãng Techlock, và ốc đây chúng ta không nên mở ha. Đây là cái bề mặt tiếp xúc với cái điểm tiệm cận của cao su, cái bề mặt phẳng để chúng ta có thể đo. Và đây dòng thai C này, kim sẽ là kim lớn như vậy các bạn, để nó tiếp xúc lên những cái cao su mềm hoặc cao su cứng thai C ha. GF701N cũng hiển thị bên trong cái mặt đồng hồ như vậy bằng lớp gương rất là sáng bóng ha. Đó, và thai C đáp ứng tiêu chuẩn JIT-K 7312, tiêu chuẩn của quốc tế ha, về cao su cũng như là sản xuất các cái đồ nhựa gia dụng ha, hay là mút mềm các thứ. Ở đây nó sẽ có cho chúng ta thêm là tiêu chuẩn JIT-K 1996 và JIT-F6050 2002 và RX 0101 1968 Made in Japan nằm đây các bạn. Thì cái thông số nó sẽ, cái thang nó sẽ chạy lên từ 0 đến 100% cho cái độ cứng cao su. Cái kim di chuyển tới đâu thì nó sẽ đi tới đó. Cái kim đỏ này mỗi một lần đo thì chúng ta sẽ quay về như thế này. Đó, để nó di chuyển theo, nó giữ lại kết quả. Ví dụ ta ở phân xưởng hay là những cái nơi cần đo lường thì chúng ta sẽ kéo theo cái kim đỏ, và khi ta mang lên cái khu vực trung tâm ha thì nó sẽ kiểm tra được sản phẩm này. Đó, và đây là GS701G của hãng Techlock. Ngoài ra thay C thì nó có rất là nhiều hãng nữa như là Anker hay là của các hãng Trung Quốc ha. Nhưng mà Techlock hay là Mizuho thì là những cái hãng sản xuất độ cứng cao su rất là bền và có độ chính xác cao. Nó giá nó rẻ hơn Anker rất là nhiều ha. Ngoài ra Anker nó sẽ bằng 3 lần cái của Techlock GS701G hoặc là N ha. N thì nó sẽ có một kim. Các bạn sẽ coi video so sánh về sản phẩm này, một kim và hai kim ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.